Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của mình, lại mình tiếp tục live tiếp. Tại bởi vì đi ngang qua cái nhà thờ chỗ này, đây là một cái nhà thờ rất là lớn ở chỗ Mỹ Tho, anh chị các bạn. Nhà thờ của người Công giáo, các bạn thấy người ta sống rất là tốt đạo và đẹp đời, để đem đến cái sự bình yên, sự yên bình, bình an cho muôn người. Các bạn thấy những người mà ngoại đạo, những người dân mà người ta không phải là Công giáo, người ta cũng vô đây, người ta đi tham quan, người ta xem. Bởi vì mùa Noel, cái gọi là mùa Giáng sinh, các bạn biết những người dân họ vào đây rất là đông nha, và họ dựng xe, có người chụp hình, chụp cảnh, họ quay phim. Các bạn thấy người ta sống đạo với đời, họ hòa lẫn với nhau để đặng mà đem đến cái phúc âm, đem đến cái sự bình an, chứ không phải mượn tôn giáo, giống như mấy cái tài linh mục mượn tôn giáo tạo đời, đem chính trị vào trong đó, gây ra những cái mâu thuẫn rất là ngu xuẩn, rất là tồi bại, nó làm ảnh hưởng ô nhục đến đạo giáo. Các anh chị các bạn thấy đó, đây là cái nhà thờ rất là lớn không biết thôi, mà đã cất từ hàng trăm năm chứ không phải là mới đây đâu. Cái nhà thờ này các bạn thấy họ hòa đồng với lại những cái người dân không thuộc về Công giáo, rất là đẹp, chứ không phải như mấy cái tên linh mục và mục sư tào lao ấy mẹ, tối ngày đem ba cái chính trị vô nhồi nhét trong đầu của những người dân, họ không có biết gì hết, làm cho họ ngu ngốc, ngu sẩn. Tự do tôn giáo, anh chị các bạn thấy Việt Nam có thừa, có ai làm phiền phức gì đâu. Nhà thờ họ tổ chức những cái nghi lễ tôn giáo của họ, đâu có ai ngăn cấm đâu, đâu có chính quyền, ngay cả những người dân không cùng tôn giáo người ta cũng không có phản đối, người ta còn lại hiếu kỳ, người ta tìm đến để tìm hiểu, rất là hay. Tự nhiên đem ba cái chính trị vào đó, mấy cái tên buôn chính trị, thấy đau lòng cho những kẻ mà phát trên vai cái chiếc áo nhà tu, đem cái chính trị vào nó bẩn thỉu, ô nhục. Cho nên mình đi ngang cái nhà thờ này tự nhiên mình thấy nó sôi động, mấy hôm nay mình thấy người mà chưa có rảnh ghé qua để quay cho anh chị các bạn thấy vấn đề tôn giáo Việt Nam dư thừa. Nói về tự do tôn giáo, chẳng ai bắt bớ nếu mà mình không có lợi dụng tôn giáo để hòa đồng, hòa lẫn vào trong chính trị, gây ra sự xáo trộn. Ngay cả tôi nói anh chị, có những người nào hiểu biết về Kinh Thánh, trong Kinh Thánh cũng vậy, cấm nha anh chị các bạn. Ở sách Tân Ước đó, cấm là những người mà tín đồ, ngay cả những người mà trăng bày đó, những người mà trăng dắt nhà thờ đó, là cấm không có được hòa lẫn vào chính trị. Nó có nói rõ ràng trong đó, tại mấy tên linh mục, mục sư rồi nó lợi dụng mấy cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước, nó dùng những cái chính sách ngu dân của nó lừa người ta, làm cho gây ra những cái sự xung đột là lẫn nhau trong tôn giáo và chính trị trong đó, rất là đáng tiếc. Thôi thì mình quay tới đây để anh chị các bạn thấy, về vấn đề tự do tôn giáo Việt Nam nó có thừa với nó không có thiếu. Bởi vì những cái thành phần mà gọi là nhân quyền nước ngoài khi nó vào Việt Nam vậy, nó ngỡ ngàng, có thấy sự thật nó không phải giống như mấy cái tụi xuyên tạc chống phá đất nước, nó tuyên truyền nhiều khi nó dựng chuyện ra, nó làm ra một cái số người nào đó gây ra sự bức xúc, giống như bọn họ lão hợp Nam Thục rồi mấy cái tay mà linh mục khổ tạ làm ô nhục đạo giáo hết trơn. Thay vì cái tôn giáo nó đẹp biết mấy, đi theo cái phúc âm,
đem đến cái sự bình yên cho muôn người, để cứu chuộc con người ta không có đi vào những cái dòng lao lý tù tội, tội lỗi. Những cái điều đó không lo làm mà tối ngày chứ suối tầm bậy tầm bạ. Thôi mình ngừng tới đây, chắc là không hết đề tài rồi đó. đề tài cuối rồi đó, mình hứa không có đề tài nữa. Xin chào anh chị các bạn nha, bye bye.